bạn thời tiền sử Amberly và Slay đang mong chờ Giáng sinh. Năm nay, Lalilu sẽ giúp họ chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ này. Amberly đang nhìn mình trong gương. Hôm nay mình nên trang điểm sao ta? Các thú cần có ý tưởng nè. Trang điểm kiểu Giáng sinh đi nào. Sắp đến rồi đó. Đúng vậy. Cảm ơn đã nhắc chị nha. Mình cần chuẩn bị mọi thứ. Ồ, em mang theo vài cành cây. Có thể làm vòng hoa Giáng sinh được nè. Làm laptop từ hai viên sỏi. Nó trông cứng cáp đấy. Vẽ bàn phím. Có một video Lalilu mới nè. Cả người tối cổ cũng xem kênh này nữa đó. Thêm một logo. iPhone rất hợp với thời này. Các bạn ấy cùng sử dụng laptop. Đầu tiên, Emily thấy video mà họ chưa từng xem trước đây. Giờ Slay đang đợi cô gái mang đồ ăn vặt đến. Mình chưa xem đâu, mình đợi bạn đấy. Còn mình dù chỉ bánh quy gừng cũng chưa ăn trước đó. Hãy lấy bánh ra và cùng nhau xem đi. Không thể bỏ lỡ video mới được. Còn gì mang mọi người đến gần nhau hơn là cùng xem Lalilu chứ. Ngay cả khi wifi siêu chậm luôn. Emily thậm chí còn làm bánh quy gừng nữa. Khủng long bạn có thể giúp, nhưng cẩn thận nha. Nhào bột, làm hình dạng phù hợp. Trang trí món ăn. Vẽ người và khủng long. Món tráng miệng đã xong rồi nè. Emily đã mơ về một nơi thư giãn từ rất lâu rồi. Và ước mơ đã thành hiện thực. Coi chừng, Emily đang thư giãn spa đó. Không ai ngăn bạn ấy nha. Xin chào, cocktail dừa và bồn tắm hơi nước đây. Taxi khổng lồ sẽ đưa bạn ấy về nhà trong vài phút. Đổ đầy nước vào thùng giữ nhiệt, đặt viên đá dưới đấy. Thêm cây xanh và cành cây. Thêm chén và cho vào trong tủ lạnh. Bồn tắm đá đã sẵn sàng. Lấy cocktail và bật nhạc lên thôi nào. Một lần nọ, Slay tìm thấy bồn tắm đá đang bốc hơi. Mình đã nghe nói về kỳ quan thiên nhiên này rồi. Nó được làm từ đá. Thử nước xem nào. Đáng giá đó nha. Vẽ theo lò sưởi trên miếng bìa cứng. Cắt nó ra và dán các bức tường khác. Trang trí lò sưởi. Dán đá nhỏ, sỏi nhẹ, vỏ cây và rêu xanh vào. Làm vòng hoa từ cành cây linh sam. Thêm đồ trang trí. Có thể dùng quả mọng đỏ và hạt bẹt nửa hạt lấp lánh. Giờ là trang trí vòng hoa cho lò sưởi. Đốt lửa lên nào. Slay, nghệ sĩ đầu tiên trong thế giới tiền sử dắt khủng long đi dạo. Bạn ấy tìm thấy rất nhiều đá và cành cây thú vị trên đường đi. Mình muốn dùng chúng cho nghệ thuật quá đi. Bạn phải đi giúp mình đó nha, bạn hiền. Slay quyết định xây một lò sưởi. Không dễ như mình nghĩ. Đưa mình vòng hoa. Mình sẽ dùng trang trí lò sưởi. Giờ chúng sẽ ấm lên thôi. Đốt lửa thôi nào. Ta cần cây thông Noel. Tạo hình nón từ bìa kẹp tài liệu. Sơn màu bạc. Phủ nó bằng đá thay vì lá thông. Khủng long đã mang đến rất nhiều cành cây. Cảm ơn nha. Cây thông Noel rất đẹp và thân thiện với môi trường đấy. Tìm một cây thông Noel đẹp trong thời đồ đá không phải là dễ đâu nha. Slay, sao bạn mang tất cả các viên đá này đến đây? Chà, mình có ý này. Mọi thứ đã sẵn sàng. Bạn thích cây thông Noel mới này hay không? Tuyệt quá, nó sẽ xanh tươi cả năm luôn. Bạn là thiên tài đó. Slay và Emily quyết định tự sơn chúng. Nhưng trước tiên họ cần tìm vật liệu. Bọn mình nên chia ra đi. Như vậy sẽ tìm thấy nhiều và nhanh hơn đấy. Emily tìm thấy hoa màu đỏ tươi. Và Slay tìm thấy việt quất. Yeah! Mình thấy cả hai bạn đã không về tay không nha. Giờ ta cần phải nghiền nát mọi thứ. Bắt đầu với quả mọng ha. Có
còn mình sẽ nghiền cánh hoa. Bọn mình đã có hai bột màu rồi nè. Làm đồ trang trí cho Giáng sinh thôi nào. Rắc một ít sơn lên các viên đá. Hãy vẽ các con vật thời tiên sử. Chúng là các sinh vật rất thú vị đó. Thêm các vòng dây vào. Vậy được hơn nhiều nè. Sơn khô cho ta. Làm hộp từ cành cây. Phủ cỏ lên phần đấy. Và đặt đồ trang trí lên trên. Slay, không có thứ gì gọi là quá nhiều đồ trang trí đâu. Mình sẽ trang trí cây bằng các thứ này. Nhìn đẹp quá đi. Dùng cành cây che các mặt của tấm ván. Dựng mặt sau như thế này nha. Thêm cạnh bên. Và đồ trượt phía sau. Sơn xe trượt tuyết màu nâu. Buộc dây da vào phía trước. Khủng long đã sẵn sàng để đưa bạn đến mọi nơi mà bạn muốn rồi. Bọc ghế bằng lông nhân tạo để giữ ấm. Để mình giới thiệu bạn với nhóm mình nha. Xe trượt tuyết này có thể đưa bạn đến góc xa nhất của thế giới tiền sử đấy. Đi thôi. Hôm nay mình và Slay có việc phải làm. Các bạn ấy đang tìm các khúc gỗ và củi với nhau. Emily đang ngồi và Slay thì đứng. Thật dễ dàng để chuyển tải khi có xe trượt tuyết đấy. Ta cần miếng da giả màu đỏ cho món đồ tiếp theo. Ta cũng cần một dải da nâu nữa. Hãy làm chiếc túi nhỏ. Thêm viền màu nâu và vẽ trang trí Giáng sinh, cây thông Noel, tuyết và voi ma mút. Đúng là sự kết hợp hoàn hảo. Kéo sợi dây vàng qua và thắt chặt để quà không bị thất lạc trên đường đi nha. Làm râu từ lông giả màu trắng. Cắt nó ra để chừa khoảng trống cho miệng. Wow, ông già đó là ai? Là ông già Noel thời tiền sử ư? Chúng ta cần chuẩn bị quà. Hu hu hu. Slay đã làm túi Giáng sinh và giấu quà cho bạn của mình ở trong đó. Bất ngờ đó nha. Khủng long, bạn thấy nó ở đâu vậy? Mình tìm bộ râu cả ngày đó. Cảm ơn nhiều nha. Giờ mình là ông già Noel thời tiền sử rồi nè. Trượt xe scooter trong thế giới tiền sử. Đúng là mơ mà. Hai viên đá không thực sự giống bánh xe, nhưng vẫn có thể lăn. Làm chỗ để đứng trên vỏ cây. Thêm tay lái từ cành cây dày nữa. Trang trí xe với cây xanh. Dùng ốc làm chuông xe. Kiểm tra chuông thôi nào. Được đó, Lê sẽ thích quà này. Chàng trai tiền sử rất thích. Wow, Emily, bạn là tốt nhất. Lê gần như bị kẹt trong tuyết. Bạn ấy phải tự mình dọn đường. Mình sẵn sàng cho thử thách rồi. Đi thôi nào. Làm máy ảnh nha. Dán ống kính làm từ các mẫu than vào vỏ cây. Dán miếng cuối cùng. Chú chim đầy màu sắc đã đậu ở trên này. Ông già Noel tiền sử mang quà cho Emily. Mình sẽ giấu nó dưới cây thông Noel. Họ sẽ sớm gặp nhau và trao đổi quà. Emily đang nấu một ít thịt. Đột nhiên cánh cửa mở ra. Emily, bạn vẫn đang nấu à? Dừng lại chút đi, ăn mừng thôi nào. Giáng sinh vui vẻ nha. Giáng sinh vui vẻ. Các bạn tiền sử ăn chút bít tết. Khủng long cũng thích bữa tối này. Ăn một miếng đi nè. Các bạn ấy quây quần bên cây thông Noel để tặng quà cho nhau. Slay tặng Emily cái máy ảnh. Wow, ống kính than. Hàng hiếm đó nha. Mình có quà cho bạn nè. Xe trượt scooter. Wow. Slay còn có một món quà nữa. Bạn ấy dùng đá để tạo ra ngọn lửa thắp sáng cả căn phòng. Cả hai bạn ấy đều thích các món quà. Họ quyết định chụp bức ảnh đầu tiên cùng nhau. Giáng sinh là dịp hoàn hảo đấy. Cười nào. Máy ảnh in các bức ảnh trên mảnh vỏ cây.
Chụp ảnh chung vui thật. Hãy like video này, đăng ký kênh Lalilu và bật chuông thông báo nha, để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào.